Giờ là mấy lần thợ bắt đầu xây. Cái thông này lên mấy cục gạch? Dạ lên 5 lớp. Mà 5 lớp này lên nữa, cái Tết năm nay cái mộ này đẹp rồi. Ra rửa thôi chứ hỏi có quét dồi ha. Đúng rồi. Sao là mộ nó đẹp vậy? Cái vòng đồng với cái chân này là mình dán gạch luôn hả chú Thông? Dạ dạ. Cái môi gì con phải rửa cắt gì vậy cái này? Mối này hả? Ờ mã quý rồi thôi. Để mua ở đâu? Để con mua tại cái sạp được. Mua với Hồng Phong được không? Để mua cho. Mua mắc tiền mua xài cũng không được nữa. Vậy hả? Vậy không vậy mua đi. Dạ dạ dạ. Để trả tiền cho. Xây thì sớm giờ cũng gạch lên cao rồi nè, cái nền thì xong rồi. Nền lên 6 gạch. 6 gạch cao ghê luôn. Cái biển sợ nó đậm rồi bỏ biển này biển. Dạ đậu thay cái nóng như thần. Đó là đổ rồi, đổ cái lan quá. Dạ. Này đổ cái lan luôn. Thôi chém hai luôn rồi. Gấp đôi ha. Cái gì cũng rồi thôi. Ủa người ta chưa chở. Không xong không lấy tiền, còn xong chưa trả gấp đôi không chịu. Chứ không dám luôn chân này rồi tính thêm như tiền nữa. Không không tính không có dán hơn nữa, mình không có dán được lắm đâu. Hổm tôi đâu tính dán chân này. Dạ. Để tính tô thôi à. Cái giờ suy nghĩ ra không dán thì tại mưa nó văng lên nó bị đóng rông. Bây giờ nói chứ không chứ dán luôn. Dạ, chị biết làm sao cái hàng chi hổm chị thắc mắc làm sao mà cái mẫu nó chín là tới 20 mét gạch mà tôi không cứ dán vòng vòng này cũng đủ tới. Vậy nên thằng cái làm như nó làm cái mẫu của anh chín dưới nó bự, chiều ngang nó lớn hơn chị bảy. Dạ. Chiều ngang tới 7 tấc được. Cái mộ này của chị Tư với chị ruột của ông xã mình chứ không phải chị của mình. Để có người cái người ta không biết nữa tưởng đâu chị của mình là chị ruột của ông xã mình. Màu gạch này coi này đấy, chị đẹp đẹp cái màu đỏ này nè. Dạ. Chứ không biết tôi mua này nè, anh dùng những cái đẹp nè. Dạ. Mấy ông thợ chứ sao không có nói ngẫm cái kêu lên mua làm cái gạch luôn chị. Tâm 48 ngàn ha. Ừ. Đây 500 hả? Đây 500. Có 8 ngàn nè. 340 hóa là 16. Đây mình mua gạch này. Cái máy này quay luôn ha là sao? Quay được luôn. Quay nè. Tưởng chụp chứ. Gạch này dán chân nền nè. Gạch này dán đẹp nè. Vậy mở lên coi nha. Kinh nào có đứa đâu. 17 miền Tây. Vậy là đã thấy mặt con rồi hả? Ừ, thấy mặt con á. Đó rồi. Vậy mời mốt thì mở lên xem. Chị Tư nè. Thảo Phong dán lên được cái mộ rồi, cái phần mộ rồi. Còn ở phần chân này, phần nền. Đây là cái nền mộ. Còn đây là cái mộ. Giống như mà cái nhà mình thì có cái nền vậy. Thì có cái nhang, cái ngôi nhà. Còn đây là cái mộ, cái chân nền. Cái nền mộ nè. Cái nền mộ thì từ dưới đây mình lên 6 viên gạch. Đây là 6 viên gạch mình lên. Đây là một cái... ở trên cái nắp mộ cũng rồi kìa. Nguyên gạch tới 40 rồi. Còn với phần cái nền. Cái phần dưới đi về tới hai thằng đó thật. Này một buổi nữa rồi chú không? Buổi nữa rồi. Buổi sẵn rồi đó. Rồi chứ. Rồi. Cái bà ta chỉ là lâu dưới đường trường cũng nhanh. Bây giờ cũng hơn nữa buổi thì... Cũng gắng. Rồi. Mình xin chào các anh chị và các bạn.
À, bữa nay mình có thợ làm mẫu, cái sẵn có cái hộp thịt anh chị Lisa cho mình nè. Cái giờ mình lấy ra mình để mình chiên lại, mình nhét vô bánh mì ăn. Giờ mình khui hộp thịt này ra. Rồi giấy khui sợ luôn ạ. Vậy cái gì ra. Giờ mình vậy ra. Dễ khui ra mình vậy rồi cái nó là. Giờ mình chiên lại. Cái chiên trước lạc xưởng. Giờ mình chiên cái hộp thịt này lại. Thơm thịt thơm nữa. Yeah. Mình cắt dưa leo ra. Cắt lạc xưởng ra. Giờ mình cắt thịt hộp này ra. Một hộp nhiều sợ cắt ra. Mình xả ra làm hai ra. Bỏ bánh mì vô. Cho dưa leo vô. Cho lạc xưởng vô. Rồi mình cho thịt hộp vô luôn. Bây giờ mình ăn bánh kia, ăn nay thiếu ông thợ rồi. Nay thiếu ông cầu rồi, không có ông cầu ăn. Rồi. Ăn nha, ăn nha. Rồi. Rồi. Cái người lỡ dùng trước đi. Dạ, rớt tiền nhân ơi. Ủa, nè, 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 rớt tiền nè. Lớn, 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 lớn. Rớt cả 2 tỷ á, bị lý số ha. Còn, mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Ăn đi. Ăn cái này thịt hộp nè đúng không? Thịt hộp bữa chị ở bên Mỹ chị cho nè. Cái này cũng làm ăn thử rồi. Mỗi mình chiên lại. Bò hộp ngon ạ. Thịt bò, thịt bò hộp. Này từ Mỹ gửi về cho mình nè. Ừ, của Mỹ. Nói, mình tính hay có thằng còi làm cho thằng còi ăn nữa mà ngày hôm qua đi chợ về tươi quá cái làm kịp. Được, ngon. Bác không có anh chứa bọc thưởng hả? Chứ đó chắc là cái gì rồi. Này nó làm chua chua ăn nó nhé. Này thấy hồi nãy lấy gì triệu ha, có gì triệu. Ai lấy gì chịu lấy rồi. Thịt bò của Mỹ. Làm tháng giờ tối, ăn rồi luôn. Còn nước kìa. Ăn nước. Hồi đó mình thích nước không? Rồi lấy luôn. Rồi để chú đi, để chú. Cái này mình làm cho nó tương, không có nước chan quá nè. Nó hồ. Hôm qua mình đến tưa cái em chưa kịp ăn cơm chị hai ở dưới Hòa Lộc chị bán bánh á gửi lên cho mấy gói bắp ăn mấy gói bắp
với bánh mì luôn, khỏi nấu cơm luôn. Cái chân đó thịt này ăn ngon. Cái này mau ăn, cái này mau giờ mau hơn cái trên thấy không? Đây à, cái tô được trường nhanh lại. Mình luôn nghe tiếng xà lụa nè. Giờ mình lục xả. Thợ làm cái mẫu hoàn thành xong hết rồi. Chỉ còn có tấm bia, mình chờ tấm bia cái mình dán như nữa là xong. Tấm bia tại vì mình đập mấy ngày ta mới làm xong. Móng tay nè, mình mua về rồi mình lọc cái vỏ bỏ hết rồi. Giờ mình xào với củ hành tím với lại củ hành tây. Giờ mình xào. Đầu giờ mình xào. Bữa nay thợ mặn còn buổi mặn tới buổi đứng rồi cũng như nguyên này. Mặn giờ tới 12 giờ. 12 giờ 12 giờ rưỡi rồi chưa những như thế. Mà mình gỡ ra nó nhiều thịt, nó nhiều hơn nhiều. Bị cái con ốc móng tay này nè, cái vỏ không lép à. Hành tím với hành tây vô mình xào. Ló vô hành này bữa mình mua cơm của Lan còn. Cái gặp mình sắc hành của mình thì sắc dài ra. Kêu với sò lụa của mình chín rồi, mình cắt xuống. Mình múc ốc ra. Múc sò lụa với nhiều ra. Cái mẫu của chị Tư mình hoàn thành rồi. Mà còn cái tấm bia. Tấm bia thì mình đặt rồi 2-3 ngày mới có. Cho nên tấm bia thì mình chỉ đem về mình dán như sau rồi. Còn cái này là dán nè. À, thợ không là dán có cái viền ở trong này màu đỏ. Hai bên này thì gạch bông. Còn ở dưới trên nền này thì gạch này. Bắn lình luôn. Xong hết rồi, vòng vòng ra đi. Cái trước nè, cái trước của cái ngôi mộ. Mẫu mình làm lên nó cao dữ lắm, từ chân lên là năm tấc, hơn 5 tấc. Cái mẫu này tùng một cái dịp để đám giỗ của chị Tư mình, cũng sắp tới đám giỗ rồi. Mùng 6 này là đám giỗ, bữa nay là mùng 2 rồi, và còn có 3-4 ngày nữa là tới đám giỗ của chị Tư rồi. Năm nay chị Tư mình nó thì được ngôi mộ mới nè, rồi được cái chỗ thờ thì cũng mới nữa. Được anh Pháp ở Canada, anh Pháp tặng cho cái tủ thờ để thờ chị Tư. Chị Tư cũng được cái chỗ thờ mới, rồi được ngôi mộ mới nữa. Giờ cái mộ chị Tư làm xong hết rồi, giờ mình gửi trả tiền thợ luôn. Thợ bằng từ hồi sáng tới giờ, không có nghỉ trưa. Bằng luôn cho tranh thủ bằng luôn cho rồi, không nghỉ trưa cho. Tính ra hơn ngày. Nhiều tiền thợ chứ không? 2.8 hả? Không, tại vì mình 2.5 là mình không có dán cái chân nền. Còn nay dán chân nền là 300.000 nữa là 2.8. Này cũng như thêm cho hai ông thợ 200.000 đó là 3 triệu. Phải mặn cực chứ. Nay thợ kia không có đi, thợ còi, này nghỉ. Mình bằng cái mẫu của chị Tư mình là tiền vật liệu là 4.615.000, tiền thợ là 2.8 nữa, cái mình bồi dưỡng thêm 200 nữa là 3 triệu. Cái mẫu là 7.615.000 tổng cộng. Mẫu của mình bữa nay cũng đã hoàn thành xong hết rồi.
À, mình cũng nhờ chị Tuyết giúp đỡ cho mình để xây được cái ngôi mộ của chị Tư mình. À, Tết năm nay thì cái ngôi mộ của chị Tư mình sạch sẽ rồi, mình không có cần phải quét vôi nữa, cái mình ra mình rửa sạch sẽ cái xong hả. À, mình cũng cảm ơn chị Tuyết rất là nhiều. À, mình cũng xin chúc cho chị Tuyết và gia đình chị Tuyết luôn luôn vui vẻ và dồi dào sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống. Mình không biết nói gì hơn, chị Tuyết giúp cho đỡ cho mình làm mộ chị Tư mình. Mình chúc chị Tuyết được nhiều sức khỏe. À, mình cũng cảm ơn các anh chị và các bạn đã có thời gian ra xem clip của mình. À, mình xin chúc cho các anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, dồi dào sức khỏe. Mình mời các anh chị và các bạn xem tiếp những clip tiếp theo của mình. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.